Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục chia sẻ toán học. Video ngày hôm nay là dành cho tất cả các bạn từ lớp 12 trở lên. Vì nội dung trong video này, chúng ta sẽ đề cập tới hai phần khá quan trọng, đó là đạo hàm và nguyên hàm tích phân. Với các bạn lớp 12, chắc là sẽ chưa cảm nhận được nhiều về học phần nguyên hàm tích phân, do nó nằm trong chương trình học kỳ 2 mà các bạn chuẩn bị học. Do đó, hãy sẵn sàng theo dõi video này, vì nó cũng sẽ phần nào cung cấp cho các bạn thêm một số kiến thức để giúp các bạn tự tin hơn khi đụng tới học phần nguyên hàm tích phân này nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung. So sánh sức mạnh của đạo hàm và nguyên hàm tích phân. Sức mạnh ở đây bao gồm sự so sánh về độ khó, độ nhiều ở các hạng mục như khả năng tiếp cận định nghĩa, thời gian học, khối lượng công thức, tính chất và khả năng nhớ, dạng bài tập và khả năng tiếp thu. Cuối cùng là độ ứng dụng trong thực tiễn. Trên đây chỉ là sự so sánh theo quan điểm cá nhân của mình và chỉ dừng lại ở cột mốc thời gian là các năm đại cương của chương trình đại học, chứ không đi sâu hơn. Nên nếu bạn có ý kiến gì khác thì hãy đóng góp dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. 1. Khả năng tiếp cận. Đối với đạo hàm, trong giải thích toán học, đạo hàm của một hàm số là một đại lượng mô tả sự biến thiên của hàm tại một điểm nào đó. Trong vật lý, đạo hàm biểu diễn vận tốc tức thời của một điểm chuyển động hoặc là cường độ dòng điện tức thời tại một điểm trên dây dẫn. Trong hình học, đạo hàm là hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị biểu diễn hàm số. Nó được định nghĩa thông qua giới hạn của hàm số fx tại điểm x0 như sau. fx0 tức là đạo hàm của fx tại điểm x0 chính là bằng giới hạn của fx0 cộng delta x trừ cho fx0 tất cả trên cho delta x khi delta x tiến tới 0, trong đó delta x là số gia của biến số tại điểm x0. Đối với nguyên hàm tích phân thì một hàm số f lớn x được gọi là nguyên hàm của f nhỏ x nếu đạo hàm của f lớn x bằng f nhỏ x. Có thể hiểu nôm na, nguyên hàm là quá trình làm ngược của đạo hàm. Ví dụ như chúng ta có đạo hàm của x bình phương bằng 2x thì nguyên hàm của 2x chính là bằng x bình phương cộng c. Nếu hàm số fx xác định trên đoạn AB thì hiệu số f lớn b trừ f lớn a được gọi là tích phân từ a tới b của hàm f nhỏ x. Rõ ràng khi các bạn học về đạo hàm và nguyên hàm tích phân thì khả năng các bạn tiếp cận định nghĩa về nguyên hàm tích phân sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều khi các bạn tiếp cận với khái niệm đạo hàm. Như vậy là ta có tỷ số là 1-0 nghiêng về đạo hàm. 2. Thời gian học. Đối với đạo hàm, chúng ta sẽ được học bắt đầu từ cuối học kỳ 1, lớp 11 cho tới các năm đại cương của đại học. Với những bạn học chuyên ngành toán giải tích thì đạo hàm sẽ còn gắn liền với các bạn trong các năm chuyên ngành. Đối với nguyên hàm tích phân, chúng ta sẽ được tiếp xúc lần đầu tiên ở chương trình học kỳ 2 của lớp 12. Và cũng giống như đạo hàm thì nguyên hàm tích phân cũng sẽ gắn liền với các bạn trong suốt các năm đại cương của đại học và các năm chuyên ngành nếu các bạn học theo hướng toán giải tích. Rõ ràng ở cột mốc thời gian thì đạo hàm sẽ chiếm thời gian học nhiều hơn so với nguyên hàm tích phân. Kể cả trong quá trình học nguyên hàm tích phân thì các dạng bài tập vẫn đòi hỏi các bạn cần phải nắm lại các kiến thức về đạo hàm mới có thể làm bài được. Vị trí của một người sinh sau đẻ muộn nên đành phải chịu thiệt thòi vậy thôi. 2-0 cho đạo hàm. 3. Khối lượng công thức, tính chất và khả năng nhớ. Đối với đạo hàm thì ngoài những công thức tính đạo hàm cơ bản thì chúng ta sẽ còn có các công thức tính đạo hàm cấp cao, đạo hàm cho hàm một biến cũng như hàm nhiều biến trong toán cao cấp. Các tính chất của đạo hàm cũng không có quá nhiều, đặc biệt là ở chương trình lớp 12, như đạo hàm của một tổng, hiệu, đạo hàm của một tích hay thương. Đối với nguyên hàm tích phân, chúng ta cũng có các công thức tính nguyên hàm tích phân cơ bản, nguyên hàm tích phân của hàm hợp bậc nhất, cùng với đó là các tính chất cơ bản, cũng như nguyên hàm tích phân của tổng hiệu. Về phần khối lượng công thức và tính chất thì mình thấy khá cân bằng, nên mình sẽ so sánh tiếp về khả năng nhớ. Theo mình, việc nhớ các công thức tính đạo hàm vẫn dễ hơn so với nguyên hàm tích phân một chút. Tuy nhiên, với những ai là fan trung thành của nguyên hàm tích phân thì lại thấy rằng các công thức của nguyên hàm lại xuất phát từ công thức đạo hàm. Do đó, chỉ cần học thuộc công thức đạo hàm thì công thức nguyên hàm có thể chẳng cần phải ngồi học thuộc cũng nhớ được. Vậy thì phần này là hòa nhau, tỷ số vẫn là 2-0, tạm nghiêng về đạo hàm nhé. 4. Dạng bài tập và khả năng tiếp thu. Đối với đạo hàm, độ phủ sóng của nó trải dài trong suốt học kỳ 1 của lớp 12 cũng như các năm đại cương của đại học. Ở chương trình lớp 12, chúng ta sẽ được làm các dạng bài tập liên quan tới ứng dụng đạo hàm như các bài toán biến thiên, cực trị, tiệm cận, mắc min của các hàm số cho trước hay các dạng hàm ẩn, hàm hợp, một biến và mở rộng lên hàm nhiều biến ở bậc đại học. Các dạng bài tập về phương trình vi phân, phương trình đạo hàm riêng siêu khó. Đối với nguyên hàm thì nó gắn liền với tích phân, nên nếu chỉ nói riêng về nguyên hàm thì lượng bài tập không thể so sánh được với đạo hàm. Nhưng nếu kể đến tích phân thì độ phủ sóng bài tập của tích phân sẽ là khá lớn mà đạo hàm khó có thể so sánh được. Các dạng bài tập của nguyên hàm là các bài tập nguyên hàm cơ bản, các bài toán xác định hàm fx khi biết đạo hàm của nó, các bài tập cơ bản sử dụng các công thức lượng giác, phép chia đa thức. Hai phương pháp khá phổ biến cho bài toán tính nguyên hàm là phương pháp đổi biến số và phương pháp từng phần. Tiếp đến là các dạng bài tập về tích phân, cũng như ứng dụng tích phân trong các bài toán tính diện tích thể tích, từ các hình cơ bản cho tới các vật thể phức tạp được học trong chương trình đại học. Như vậy, cán cân sẽ nghiêng về phía nguyên hàm tích phân hơn nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá về khả năng tiếp thu.
Do dạng bài tập của đạo hàm khá nhiều, đặc biệt là các bài toán về hàm ẩn, hàm hợp rất khó, nên khả năng tiếp thu ngay cả với học sinh ở mức khá cũng không phải dễ dàng gì. Còn với nguyên hàm tích phân thì độ khó của các dạng bài tập cũng không kém cạnh gì, thậm chí theo mình đánh giá là còn khó hơn nhiều so với đạo hàm, đặc biệt là các bài toán liên quan tới hàm lượng giác, hàm vô tỉ, các loại bài toán tính tích phân đường, tích phân mặt cho các vật thể phức tạp. Sẽ không dễ dàng gì để các bạn có thể nghĩ ra được phương pháp tương ứng để có thể giải quyết các bài tập tính nguyên hàm tích phân. Nguyên hàm tích phân được coi là ngược của đạo hàm, và bất cứ thứ gì làm ngược cũng sẽ khó hơn xuôi, đúng không? Nên theo mình thì nói về khả năng tiếp thu của đạo hàm và nguyên hàm tích phân thì nguyên hàm tích phân vẫn là khó hơn. Như vậy tỷ số là 2-1, vẫn nghiêng về phía đạo hàm nha. Cuối cùng chúng ta sẽ nói đến độ ứng dụng trong thực tiễn. Đối với đạo hàm, nó có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như trong kinh tế, nó cho phép đánh giá được tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn hay đưa ra các dự báo. Một nhà hoạch định chiến lược muốn có những thông tin liên quan tới tốc độ phát triển và gia tăng dân số của từng vùng miền. Một nhà hóa học muốn xác định tốc độ của các phản ứng hóa học nào đó, hay một nhà vật lý cần phép toán đạo hàm để tính toán vận tốc, gia tốc của một vật thể chuyển động. Và hơn thế nữa, trong thực tiễn đời sống luôn có rất nhiều bài toán liên quan tới tối ưu hóa nhằm đạt được lợi ích cao nhất, như phải tính toán thế nào để làm cho chi phí thấp nhất nhưng lợi nhuận đạt được là cao nhất chẳng hạn. Đối với nguyên hàm tích phân thì có rất nhiều ứng dụng thực tiễn trong đời sống cũng như trong khoa học kỹ thuật. Chẳng hạn khi xây dựng một nhà máy thủy điện, để tính lưu lượng của dòng sông, ta phải tính được diện tích thiết diện ngang của dòng sông. Thiết diện đó thường là một hình khá phức tạp. Trong may mặc cũng vậy, việc tính chính xác được diện tích của một sản phẩm hay một chi tiết giúp ta ước lượng được số mét vải cần sử dụng, từ đó tiết kiệm được chi phí sản xuất. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa bằng kinh khí cầu thì từ việc tính toán lượng không khí chứa trong chiếc kinh khí cầu sẽ giúp chúng ta tính toán được lực cản không khí, từ đó tính được trọng lượng tối đa mà chiếc kinh khí cầu có thể mang để đảm bảo người và hàng hóa trong khoang chứa được an toàn. Nguyên hàm tích phân cung cấp các công cụ đo diện tích, thể tích của các vật thể phức tạp, là phần lõi của các thiết bị máy công nghiệp, là ngôn ngữ lập trình cho các chương trình máy tính khi vận hành. Tóm lại, cả đạo hàm lẫn nguyên hàm tích phân đều có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, nếu so sánh về mức độ ứng dụng trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, thì mình vẫn nghiêng về phía nguyên hàm tích phân hơn, do ảnh hưởng của nó tới các ngành công nghiệp và khoa học máy tính là rất lớn. Như vậy là tỷ số 2 đều cho cả hai, rất đẹp đúng không nào? Còn theo bạn, bạn là fan hâm mộ của đạo hàm hay là nguyên hàm tích phân hơn? Hãy để lại vài cảm nhận của bạn về hai học phần này để mình có thêm nhiều kinh nghiệm làm các video so sánh trải nghiệm tiếp theo nhé. Cuối cùng, nếu thấy video này hay, đừng tiếc để lại cho mình một nút like, một cái ấn nhẹ vào nút đăng ký và chia sẻ rộng rãi tới các bạn đam mê môn toán giúp mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ toán học tiếp theo.